hôm nay nhóm xin giới thiệu về cái mô đun chuyển đổi từ 0 đến 1 kHz sang 0 đến 10V ở KV0110. Đây, cho ta mình nghe là mô đun chuyển đổi tín hiệu này. Thì mô đun này có tính năng là chuyển đổi từ tín hiệu tần số sang tín hiệu điện áp để sử dụng trong các cái thiết bị DLC. Mô đun khá là nhỏ gọn. Thì mô đun này sử dụng điện áp từ 13 đến 25V. Đây, thì cái mình sẽ cấp vào đầu này VCC và GND. Tín hiệu tần số được đưa vào đây, cái header đây, GND này, và F là đưa tần số. Thì cái giải tần số này mình có thể đưa vào từ 0 đến 1 kHz, và điện áp ra ở chân GND, chân VAU chúng ta lấy ở đây. Thì vì cái mức dịch của nó là cứ 100 Hz thì là đầu ra là 1V, nên là cái giải điện áp đầu ra này nó sẽ từ 0 đến 10V. Đấy. Và ở trên cái mặt mô đun này có một biến trở tinh chỉnh để mình chỉnh cái độ sai số, tức là chỉnh độ sai số điện áp đầu ra so với lại cái tần số mình cấp vào. Kích thước khá là nhỏ gọn. Kích thước ở đây là tầm 32 x 34 mm. Rồi, thì bây giờ mình sẽ test cái tính năng chuyển đổi của nó. Rồi, thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái mạch tạo xung. Ở đây mình có mạch tạo xung là từ 1 Hz đến 150 kHz. Đây, sử dụng đây, mình đã qua về cái module này. Module này mình có thể sử dụng nguồn từ cổng micro USB và hai đầu ra của xung của tần số đấy, là VVK1 và GND, VVK2 và GND, và set này, up và down là chỉnh độ tăng giảm. Thì cái module này mình có thể chỉnh được tần số đầu ra và chỉnh được cái duty của nó. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối để test chức năng của tính năng của cái module chuyển đổi này. Rồi, thì ở đây mình đã kết nối các cái module lại với nhau để test chức năng chuyển đổi tín hiệu. Đấy, thì ở đây nguồn vào mình cấp cho module là 24V. Đây, 24V. Và tín hiệu đầu vào này mình lấy từ module tạo xung ở đây này. Đó, vào đây, vào cái chân F này, và GND, trung mạng. Đầu ra VAU, mình đo bằng đồng hồ. Đây. Như các bạn thấy, ở đây thì mình đưa tần số ra là 200 Hz, và duty của nó là 50. Thì ở đây, mình đưa tần số ra là 200 Hz. Thì như các bạn đã thấy, đồng hồ đây, nó đo được là gần 2V. Thì các bạn có thể chỉnh cho cái độ chính xác bằng cái biến trở đây. Đó, đúng 2V này. Mình thử tăng lên này, 3 này. Thì ở đây mình đưa tần số ra là 300 Hz, thì điện áp nó sẽ tăng dần lên là 3V. Cho mắc lên 1 kHz này. Đây. Đây, thì ở 1 kHz điện áp đó là 9V hơn, gần 10V. Mình thì tăng lên xem mà nó có ra nữa không. Như các bạn thấy, thì khi mà tần số vượt quá 1 kHz thì điện áp đầu ra nó chỉ dừng ở 10V thôi. Okay. Thì cái video giới thiệu về cái mô đun chuyển đổi từ tần số sang điện áp ở nhóm này là kết thúc. Thì các bạn có cái vấn đề nào về cái mô đun chuyển đổi tín hiệu này hay là mô đun phát xung ở đây thì hãy liên hệ với nhóm để nhóm sẽ hỗ trợ và hướng dẫn các bạn sử dụng. Thì hẹn gặp các bạn ở các video lần sau.